Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Thanh Nga Official. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi những cái video của bên mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký ở bên dưới nha. Hàng tuần thì bên mình sẽ tải lên những cái video để hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức về sinh lý cũng như là những cái kỹ năng về phòng the. Mình rất là hy vọng rằng sau mỗi video như thế này thì các bạn sẽ có thêm được nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân mình. Bên cạnh việc tải lên những cái video như thế này thì bên mình còn làm livestream định kỳ vào thứ hai và thứ năm mỗi tuần. Thì chúng ta sẽ có hai buổi livestream trong tuần vào lúc 13 giờ 45 phút. Mình rất là hy vọng rằng cái buổi livestream này sẽ nhận được rất nhiều cái sự tham gia của các bạn, và nếu như mà bạn nào thắng giải trong mini game thì các bạn còn có cơ hội nhận được những cái phần quà rất là hấp dẫn như là mã phục đan nè, tinh hào cường lực hoặc là kẹo X-Roll ha. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu một cái chủ đề, đó là bỏ ra, chỉ cần các bạn bỏ ra 10 phút học và làm theo để có thể quan hệ thâu đêm suốt sáng. Cái chủ đề nghe nó hấp dẫn quá ha, kiểu như là cái cách để cho các bạn có thể điều khiển được cái thời gian quan hệ của mình, được chưa? Và chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại để thảo luận một cái vấn đề rất là phổ biến và nó nhận được cái sự quan tâm cực kỳ đông đảo của cánh mày râu hiện tại luôn. Đó là vấn đề xuất tinh sớm, không nào? Các anh có biết không? Hơn 30% nam giới đã từng trải qua tình trạng xuất tinh sớm và họ hầu như là họ không thể kéo dài được cái cuộc yêu của mình. Và cái việc mà không thể kéo dài cuộc yêu này nó bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố như là độ tuổi nè, tình trạng sức khỏe như là môi trường chẳng hạn. Và cái cuộc yêu các bạn biết không, nó sẽ trở nên vô cùng chóng vánh nếu như mà nam giới thường xuyên gặp phải cái tình trạng xuất tinh sớm chưa lâm trận đa xìu. Khi mà không đáp ứng được đủ hai điều kiện này, tức là chúng ta không đáp ứng được đủ cái nhu cầu sinh lý của những người phụ nữ, thì điều này nó sẽ gây áp lực rất lớn cho các anh, thậm chí là sẽ làm cho tình cảm đôi bên đi xuống. Vậy thì trong video ngày hôm nay, kênh Thanh Nga Official sẽ chia sẻ cho các anh đến tận bao nhiêu 7 mẹo cực kỳ hiệu quả để cải thiện cái thời gian lâm trận của mình, khiến cho cuộc yêu của các anh thêm nồng cháy, thăng hoa và cảm xúc hơn, đúng không ạ? Và trước khi đi vào cái video của ngày hôm nay, thì nếu như mà những cái kỹ thuật này các anh áp dụng mà các anh thấy là kéo dài thời gian quan hệ của mình được thì ok, không sao, các anh có thể áp dụng và theo cái kỹ thuật này luôn. Còn nếu như mà mình áp dụng rồi mà mình vẫn cảm thấy là ủa sao tôi áp dụng rồi mà nó vẫn chưa có thành công, thì có thể là do cơ thể của mình bị sụt giảm nội tiết tố, dẫn đến cái tình trạng là mình bị khó cương hoặc là mình bị xuất sớm, mình bị lúc lên lúc xìu. Thì lúc đó các anh có thể trải nghiệm cái sản phẩm mã phục đan của bên em. Và khi mua một hộp mã phục đan, mình sẽ được tặng kèm một hộp tinh hào cường lực. Đặc biệt là nếu như các bạn mua 3 bộ sẽ được tặng một bộ và mua 4 bộ sẽ được tặng hai bộ ha. Còn trước quan hệ mà mình muốn hỗ trợ nó thật là nhanh, ví dụ như lâu lâu mình mới về, mình gặp vợ mình một lần và mình không có nhu cầu là mình phải dùng lâu dài giống như sản phẩm mã phục đan, thì mình có thể trải nghiệm cái kẹo ngậm X-Roll, một hộp 10 viên, mỗi lần ngậm một viên trước quan hệ một tiếng nha. Và không để các bạn đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ đi ngay vào cái video của ngày hôm nay, được chưa ạ? Cái kỹ thuật đầu tiên mình muốn các bạn phải nắm thật là vững, đó là chúng ta hãy bắt đầu cuộc yêu một cách chậm rãi mà thôi. Đầu tiên, để giúp cho nam giới tăng cường sức mạnh bản lĩnh giường chiếu của mình, thì các bạn phải biết một cái quy luật mà trước giờ mình nói cho các bạn rất là nhiều lần rồi. Đó là các bạn phải từ tốn và các bạn phải không vội vã. Đây thực sự nó là một cái mẹo rất là quan trọng mà mình biết rằng rất nhiều anh là chưa có nhận ra đâu. Khi mà đàn ông mình mới bắt đầu quan hệ thì mình có xu hướng là gì? Muốn tiến hành mọi thứ luôn, nó nhanh nhanh chóng chóng. Nhưng mà điều này các bạn biết không? Nó sẽ làm cho các bạn dễ sa vào một cái tình trạng đó là mất kiểm soát thời gian quan hệ của mình.
Mình lấy ví dụ cho các bạn thật là dễ hiểu như thế này. Khi mà mới bắt đầu, các anh em hãy cho phép bản thân mình cũng như là cho phép đối tác của mình có một cái sự giao lưu, có một cái sự thư giãn một chút. Để chị ạ, cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian để cho cơ thể của cả hai thích nghi dần với môi trường bên trong cô bé. Các bạn hãy bắt đầu một cách chậm rãi, chậm 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 chậm, từ từ thôi, và tăng dần tốc độ kèm theo những cái hành động như là gì ạ? Chúng ta vuốt ve nè, chúng ta âu yếm bạn tình nè, chúng ta làm gia tăng cái cảm xúc của hai phía. Chính vì vậy mà cho để kéo dài cuộc yêu thêm hiệu quả thì các anh hãy nhớ rằng chậm mà chắc nha. Kỹ thuật tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là kỹ thuật stop and start. Đây là cái kỹ thuật mà hầu hết là các bạn muốn kiểm soát thời gian yêu thì các bạn phải học cái kỹ thuật này. Stop and start, hay chúng ta gọi đó là kỹ thuật bắt đầu và dừng đúng lúc. Kỹ thuật này là một phương pháp kiểm soát cảm xúc, kiểm soát cái thời gian xuất tinh và có thể kéo dài cái thời gian quan hệ cho các bạn. Khi mà các anh cảm thấy là trong cơ thể của mình đạt đến cao trào, giống như mình nói là cái mức khoái cảm nó đạt mức 7 hoặc mức 8 trên 10 nha, thì lúc này mình cần làm gì mọi người? Có phải mình tiếp tục đẩy lên không ạ? Tiếp tục đẩy lên là bắt đầu nó bị xuất sớm rồi. Thì lúc này các bạn hãy dừng lại và nghỉ ngơi trong vài giây trước khi các bạn tiếp tục quan hệ. Khi mà các bạn ngưng 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 lại như vậy thì các cơ quan nó đang cương cứng và căng thẳng trong quá trình quan hệ thì nó sẽ được giải phóng nè, nó sẽ được thư giãn nè, nó giúp cho cái cảm giác ham muốn và kéo dài thêm cái thời gian quan hệ cho các bạn. Sau đó thì các anh em cảm nếu mà mình cảm thấy mà mình sẵn sàng rồi thì mình tiếp tục cuộc yêu và mình kiểm soát được cái thời gian của mình một cách hiệu quả hơn, phải không nào? À, phương pháp này nó cần cái sự kiên nhẫn và nó cần rất là lớn cái sự hợp tác của cả hai bên. Bằng cách thực hiện cái kỹ thuật dừng và tiếp tục một cách đúng đắn và rất là có ý thức thì các cặp đôi có thể sao? Chúng ta tận hưởng cái trải nghiệm quan hệ một cách hài lòng nhất, phải không nào? Tuy nhiên thì việc mà các bạn thực hiện cái phương pháp này á, nó đòi hỏi rất là lớn cái thời gian các bạn phải tập luyện ít nhất là 1 tháng trở lên để cho chúng ta có thể gì ạ? Có thể quen dần với cái cách kiểm soát cuộc yêu. Đó là cách thứ hai. Còn cách thứ ba là gì ạ? Cách thứ ba là các anh hãy tập trung cao độ vào cái màng dạo đầu của mình. Nhưng mà như Thanh Nga đã nói với các bạn trong rất là nhiều video cũng như là trong rất là nhiều livestream của chúng ta rồi, đúng không? Khi mà mình muốn tăng cái thời gian yêu của mình á, thì các bạn hãy áp dụng cái phương pháp chậm mà chắc. Cái mẹo tiếp theo mà các anh thường bỏ qua nhất đó chính là cái màng dạo đầu. Màng dạo đầu kéo dài hợp lý giúp cho nam giới giảm bớt cái phần nào những cái căng thẳng và những cái lo lắng, còn giúp cho các anh tăng cường cái lưu thông máu đến các cái cơ quan sinh dục, giúp cho cậu nhỏ cương cứng tốt hơn và giúp cho cuộc yêu của các bạn được diễn ra trơn tru hơn. Có một cái sự thật là gì ạ? Màng dạo đầu không chỉ là cái thời điểm để cho các bạn tạo cái cảm giác hưng phấn, lãng mạn mà còn để tăng cường sự kích thích và dần dần tạo ra sự kích thích ở cả hai bên một cách tự nhiên nhất. Việc này giúp cho cơ thể cho các bạn sao tốt hơn trong cái việc mây mưa, giảm bớt căng thẳng nè, làm tăng kiểm soát cái thời gian lâm trận của mình. Ngoài ra nha, khi mà các anh có một cái màng dạo đầu mà nó thật sự chất lượng thì cũng là cái thời điểm tạo ra cái sự kết nối tinh thần của cả hai người. Nó tăng cường cái sự gắn kết rất là lớn của hai bên luôn. Điều này không chỉ làm cho cái việc quan hệ nó trở nên thú vị hơn mà còn tạo một cái không gian cởi mở và thoải mái hơn khi quan hệ. Vì vậy mà các anh hãy tập trung vào màng dạo đầu, cũng như nó là một cái cơ hội để mình thực hành cái việc kiểm soát và kích thích chị em phụ nữ. Khi mà các anh thực hiện thật là chậm rãi các cử chỉ và các kỹ thuật nhẹ nhàng trên cơ thể đối phương, điều đó có nghĩa rằng các anh có thể kiểm soát được mức độ kích thích của mình và trì hoãn việc đạt đến cái việc xuất tinh.
Từ đó chúng ta sẽ gia tăng được cái thời gian quan hệ một cách tự nhiên nhất và kéo dài cuộc yêu được lâu hơn ha. Cái mẹo thứ tư mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là các bạn hãy giữ cái tâm lý của mình một cách thoải mái nhất. Thật sự mà nói nha, cái việc các bạn stress hay là các bạn căng thẳng, các bạn lo lắng, các bạn áp lực là một trong những cái nguyên nhân chính nó gây ra cái tình trạng xuất tinh sớm ở những người đàn ông. Khi mà nam giới cảm thấy rằng mình căng thẳng, cơ thể mình sẽ tiết ra một cái hormone, đó là hormone cortisol. Chính cái hormone cortisol này nó sẽ làm cho các bạn tăng nhịp tim, tăng huyết áp nè, làm cho cái quá trình xuất tinh nó diễn ra nhanh hơn so với mong muốn của các bạn. Chính vì cái lý do đó mà việc các bạn duy trì một cái tâm trạng thoải mái là một trong những cái yếu tố quan trọng để nam giới có thể kiểm soát được cuộc yêu, kiểm soát được cảm xúc, kiểm soát được hành vi của mình. Từ đó chúng ta là sao? Chúng ta trì hoãn được cái việc xuất tinh. Khi mà các anh quan hệ nhưng mà các anh cứ có một cái áp lực nó vô hình, như là sợ ra sớm, như là sợ cô ấy có thích hay không, cô ấy có thỏa mãn chưa, làm như vậy được hay không, thì những cái suy nghĩ này nó là những cái tác nhân gây ra cái việc là chúng ta không thể nào mà kéo dài thêm cái khoảng thời gian quan hệ. Chính vì vậy mà lời khuyên dành cho lần quan hệ tiếp theo là các anh hãy tạo cho mình một cái tâm trạng làm sao mà nó thoải mái nhất. Hãy tự tin, thật là tự tin vào bản thân mình và chấp nhận cái thời gian quan hệ của mình. Nếu như mà chẳng may một cái lần nào đó mà mình bị xuất tinh sớm thì cũng đừng có lo lắng nha. Vì chúng ta sẽ có thể có thêm một cái cơ hội nữa trong lần tiếp theo, lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí là nhiều lần khác để bù đắp cho bạn tình của mình. Đồng thời á, các anh cánh mày râu các anh cũng nên tin một cái điều rằng chị em phụ nữ sẽ hiểu thôi, họ sẽ không có trách móc gì các anh đâu. À, chỉ khi mình có tâm trạng thật sự là thoải mái nhất thì mới có thể sao kiểm soát được thời gian quan hệ một cách tự nhiên và dễ dàng hơn. Bí quyết số 5 đó là chúng ta hãy tập trung cao độ vào cái hơi thở của mình. Có thể nói đây là cái mẹo mà cực kỳ đơn giản nhưng mà các anh hay bỏ qua lắm. Cứ vào cuộc yêu là cứ lao 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 đầu vào cuộc yêu mà không có để ý tới cái sự điều hòa trong hơi thở của mình. Các bạn biết không, để đạt được cái tâm trạng thật sự là nó relax, nó thoải mái thì mình hãy thực hiện cái động tác hít thở thật là sâu và kết hợp với trò chuyện thân mật trong một cái môi trường giao tiếp thoải mái để cả hai chúng ta không có cảm thấy quá căng thẳng trong khi mà quan hệ, phải không nào? Nếu như mà các anh cảm thấy là mình gần lên đỉnh rồi và mình muốn xuất tinh thì hãy tập trung cao độ vào cái hơi thở của mình. Hơi thở sâu và chậm thì sẽ giúp cho các bạn giảm căng thẳng nè, kiểm soát được sự kích thích và điều này giúp cho các bạn kéo dài cái thời gian quan hệ của mình một cách tự nhiên nhất. Vì vậy mà khi mà đang trong lâm trận thì các bạn hãy nhớ cho mình một cái thói quen, đó là chúng ta tập thở đều, thở ra bằng mũi và lặp lại nó. Nó giống như việc là các bạn đi chạy bộ vậy. Hơi thở sâu và chậm có thể giúp cho các bạn giảm căng thẳng và lo lắng. Điều này có thể làm chậm cái quá trình xuất tinh của các bạn. Và bằng cách điều chỉnh cái nhịp độ của hơi thở, mình tin rằng các anh có thể kiểm soát cuộc yêu của mình trên giường một cách dễ dàng nhất. Không nào. Cái cách thứ sáu mình không biết là có nhiều anh thích hay không nha, bởi vì có những anh thích nhạc mà có những anh thì không có thích. À, cái cách này đó là cái cách chúng ta nghe nhạc để phân tán cái tư tưởng của mình. Mẹo thứ sáu giúp cho các anh nam giới thư giãn, giải tỏa căng thẳng, kiểm soát được việc xuất tinh sớm mà các anh có thể rất là bất ngờ. Đó là hãy tập trung cái suy nghĩ của mình vào những cái việc khác ngoài cái chuyện quan hệ. Chẳng hạn như mình có thể nghe nhạc nè, mình có thể đếm số nè, mình có thể nghĩ về một cái chủ đề nào đó. Mình sẽ quên đi cái cảm giác kích thích và kéo dài cái thời gian quan hệ của mình. Tuy nhiên, việc mà các bạn phân tán tư tưởng á, thì các bạn cần phải thực hiện nó hết sức là khéo léo.
để không ảnh hưởng đến cái sự thăng hoa của cuộc yêu, phải không nào? Nam giới các bạn nên tập trung vào những cái suy nghĩ nhẹ nhàng, dễ chịu, không nên tập trung vào những cái suy nghĩ quá phức tạp. Có anh nói là gì, đang quan hệ mà nghĩ tới trả nợ ngân hàng là không không có muốn quan hệ nữa. Thì trời ơi, đó là những cái suy nghĩ stress và phức tạp thì mình đừng có nghĩ tới nó nha. Khi mà đàn ông lâm trận mà tưởng tượng đến một cái điều gì đó thì nó là con dao hai lưỡi đó các bạn. Cái mặt tích cực là nó sẽ làm cho các bạn có thể kéo dài thời gian quan hệ, nhưng mà mặt tiêu cực là nó có thể ảnh hưởng đến khoái cảm và cảm xúc của cả hai người luôn ha. Cho nên là cũng không nên quá cái lạm dụng cái cách này, có thể là khiến cho chị em cảm thấy không hài lòng, bởi vì phát hiện ra là trời ơi, chồng mình đó, nghĩ gì đâu, không có chú tâm vào quan hệ lúc đó. Cái tiếp theo đó là các bạn hãy lựa chọn cái tư thế quan hệ đúng. Cách cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người là việc mà chúng ta lựa chọn những cái tư thế quan hệ sao cho đúng. Có thể nói là tư thế quan hệ đúng nó sẽ mang đến cái sự hưng phấn cho cả hai, và có cái sự kích thích vừa phải sẽ khiến cho cậu nhỏ của nam giới kéo dài thêm cái khoảng thời gian quan hệ. Một số cái tư thế quan hệ mà mình muốn giới thiệu đến các bạn như là tư thế úp thìa. Với tư thế này thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là cái diện tích tiếp xúc giữa người nam và người nữ nó không nhiều, cái lực mà các bạn sử dụng nó cũng không nhiều và cái nhịp độ nó cũng không cao, và chính vì vậy nó sẽ giúp cho các bạn kéo dài thời gian cuộc yêu. Ngoài ra thì có một số cái tư thế khác mà các bạn có thể thử, như là những cái tư thế mà phụ nữ chủ động chẳng hạn. Thì khi mà phụ nữ chủ động thì đàn ông họ cũng sẽ là người bị động và họ không có sử dụng lực nhiều. Và mình thấy hai tư thế úp thìa và tư thế phụ nữ chủ động, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cho các bạn kéo dài thêm cái khoảng thời gian quan hệ của mình. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các anh em 7 mẹo để kéo dài thời gian yêu. Nó vừa đơn giản mà nó vừa hiệu quả mà không phải ai cũng biết nha. Cái việc mà các bạn áp dụng những cái cách này, những cái phương pháp này mà mình chia sẻ cho các bạn á, thì nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là nó còn mang lại những cái cải thiện rất là rõ rệt về mặt sức khỏe và thời gian quan hệ. Tuy nhiên là có một cái yêu cầu mà mình muốn các bạn thực hiện, đó là các bạn phải thực hiện đúng cách và các bạn thực sự phải kiên trì nha. Bởi vì dù sao thì cái việc mà chúng ta kéo dài thời gian quan hệ quá lâu nó cũng làm cho các anh cảm thấy rất là mệt mỏi, bởi vì mình mất đi một cái lượng năng lượng rất là lớn trong cái quá trình quan hệ. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên duy trì một cái chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt điều độ. Điều đó nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc chúng ta kéo dài thêm cái khoảng thời gian quan hệ và sức khỏe của chúng ta nữa. Nếu như mà đã thử đủ mọi cách vẫn không đạt được kết quả như ý muốn thì các bạn có thể gọi với hotline của bên mình để trao đổi những cái phương pháp, những cái đề xuất để khắc phục hiệu quả cho từng trường hợp cụ thể nha. Và hiện tại thì bên mình có mở cái chương trình đăng ký hội viên, để sắp tới khi mà đủ hội viên rồi thì sẽ có những cái video nó chỉ dành riêng cho hội viên thôi ha. Mình rất là hy vọng rằng các bạn sẽ tham gia vào chương trình hội viên bằng cái đường link mình để dưới phần mô tả và phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong livestream của chúng ta vào thứ hai và thứ năm lúc 13 giờ 45 phút.